Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có hơn 300 dự án PPP đã được triển khai thực hiện tại Việt Nam, tập trung chủ yếu là hình thức BT và BOT. Tuy nhiên, báo cáo kiểm toán công bố mới đây đã chỉ ra rất nhiều sai phạm tại các dự án này. Kết quả kiểm toán 9 dự án BOT trong năm 2019, cơ quan này kiến nghị xử lý 925 tỷ đồng, trong đó có dự án tỷ lệ xử lý lớn. Giảm thời gian thu phí hoàn vốn là 56,4 năm so với phương án ban đầu của 7 trên 9 dự án. Một số sai phạm tại các dự án này đã được chỉ ra. Đó là một số dự án, Bộ Giao thông Vận tải cho phép lập dự án BOT trước khi chính phủ chấp thuận chủ trương dự án. Có dự án sử dụng nguồn vốn thu phí BOT để hoàn vốn cho hạng mục không thuộc dự án. Với 29 dự án BT tại các địa phương, Kiểm toán Nhà nước cũng phát hiện nhiều sai sót. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 5.228 tỷ đồng, trong đó có dự án tỷ lệ xử lý lớn, chiếm 25% so với giá trị được kiểm toán. Ngay tại Hà Nội, hầu hết các dự án xác định tổng mức đầu tư ban đầu lớn hơn nhiều so với giá trị thực tế triển khai.